gì vậy? Nhìn chán á. Làm gì chán? Nhìn con mèo trắng bao nhiêu thì nhìn cô đen bấy nhiêu à. Không biết sao sức chịu đựng của tôi hay thiệt luôn á. Tôi chịu đựng cô tới bây giờ luôn á. Nhìn thì da đen thui. Anh, nè, anh miệt thị chị của tôi đủ chưa hả? Tôi nói gì sai hả? Đen thì tôi nói đen thôi. Còn nếu không thích á thì chia tay đi. Bình thường mà. Anh. Chị, sao chị khờ quá vậy? Chị tự tin hồi xưa đâu rồi? Em ném đi qua cho chị nè. Đây là tắm trắng cao cấp 30 giây của Hot TikToker Trần Ngọc Phương Mai á. Cái này sẽ thích lắm luôn. Cái này là 100% nguyên liệu nhập khẩu nha. Hơn nữa nó có 3 công dụng: vừa tẩy da chết, vừa dưỡng trắng, nâng tông da, lại còn thơm miệng nữa. Cái này thay thế cho cả kem body nữa. Cho nên là chị cứ yên tâm mà xài nha. Chị cảm ơn nha. Anh có mùa đoan cho con ngon nè. Em tha lỗi cho anh nha. Tha lỗi hả? Vậy nếu như mà em không xinh đẹp thì anh có thương em không? Trời, sao mà được em? Bây giờ em cũng muốn trắng trẻo, xinh xẻo, đẹp đẽ trên nhau rồi. Anh thấy yêu em hết mình chứ, đúng không? Ê, vậy là em chấp nhận rồi đúng không? Không.